vui và đã tuyển được hai đội. Bên đây là đội A, bên đây là đội B. Chủ đề của chương trình hôm nay sẽ mang tên là ca hát. Hát bất kỳ bài hát nào có từ ca hoặc là từ hát. Và bây giờ xin mời hai đội trưởng bước lên phía trước giành quyền ưu tiên, xem đội nào sẽ là đội hát đầu tiên. Chuẩn bị, hấp, hay. Đội B sẽ là đội xuất phát. Cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần. Hai đội bắt đầu chủ đề hát ca. Giọt lướt rơi trong nắng, chiếc lá bóng xanh, hỡi chú bé nhỏ ngày ngày ca hát. 1-0, xin mời. Ca bài ca người lính hát mãi hợp chúng ta, cất mãi khúc quân hành ca. Trời ơi, khúc quân hành ca của bạn mà say sao thế không, nó siêu dữ. Tiếp tục. Khi cất lên tin ca dũng về quê ta. Tiếp tục. Có một bài ca không bao giờ về, là lời đất nước vui chẳng phúc bình yên. Tiếp tục. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu anh năm thầm chịu đựng gió cuồng. Nghe em hát câu dân ca sao mặn mà lòng em thương quá. Nhớ về chùa với mong mơ. Vào. Ngày nào em hát, hát cho người dân yêu, hát cho người ở lại. 2-1. Nào mình cùng hát lên, nào lời tình tha thiết. Cùng hát lên, nào lời mình muốn nói. Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời, và ngày thêm ước mơ. Dù dàn đời lắm thăm trầm, đường dài phía trước, và lối đi về gặp gần ai biết. Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất. Vâng, lâu lâu ban nhạc có cơ hội được rèn luyện, thử thách. Tôi hát ngàn lời ca, một ngàn hơn ánh ban mai. Bạn cũng chỉnh sửa nhạc cũng khá lắm. Tiếp tục. Hát nữa đi em, ngày mai sông càng đã mòn. Tiếp tục. 1-2. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm hành trà dân tiếng hát cho đời. Chỉ cần anh thôi, hỏi ra anh ơi, còn yêu em nữa thôi. Đừng nói thế, anh ơi, xin đừng nói thế. Vâng, em chỉnh sửa luôn lời của bài ca. Tiếp tục. Nghe em hát câu dân ca sao mệt mà lòng bài em đây đã hát. Em hát nữa. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì thời gian đã hết. Xin mời các cổ động viên kim ban giám khảo hãy bình chọn dùm tôi đội A và đội B, đội nào chiến thắng. Đội vâng, đội B về nhất, đội A về nhì, hai đội đều có quà, những phần quà của nhà tài trợ Pizza. Xin chào mọi người, đến phần chia dành cho khán giả, xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, và trong vòng 2, 3 thí sinh vẫn có 4 chủ đề. Nhưng lần này không cần phải chọn nốt nhạc, chỉ cần chọn chủ đề, âm nhạc sẽ vang lên. Nhưng ở vòng thi này, ngân hàng điểm sẽ vơi dần đi.
Và với đặc điểm này, bấm chuông mau điểm được cao, bấm chuông chậm điểm ít và nhạc dừng lại rồi, không còn điểm nữa. Vẫn có nốt nhạc may mắn giúp thí sinh ghi thêm điểm. Và nếu như giành quyền ưu tiên mà đáp sai thì vẫn bị mất một lượt tiếp theo. Thưa quý vị, bốn chủ đề của chúng ta trong vòng 2 của nốt nhạc vui lần này gồm có: thứ nhất, loài hoa; thứ hai, em; thứ ba, hát ca; và cuối cùng là chủ đề nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Bây giờ tất cả đã được sẵn sàng, và thí sinh nào có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên chọn lựa trước. Xin mời bạn Hứa Vĩ Văn. Vĩ Văn xin được chọn chủ đề nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Nhạc sĩ Võ Thiền Thanh bắt đầu. Nguyệt Ánh. Cái này là Trồng Xa. Trồng Xa, chúc mừng. Tiếp tục. Chọn Võ Thiền Thanh ạ. Chủ đề nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Hứa Vĩ Văn. Bài này là Ước Gì. Ước Gì, chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Vĩ Văn xin chọn chủ đề nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Tiếp tục nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Đây là bài. Đây là bài Xích Lô. Xích Lô. Nốt nhạc may mắn, hãy kể tên ba bài hát mà tựa đề có nhắc đến phương tiện giao thông. Xe đạp ơi. Một. Chuyến đò quê hương. Hai. Taxi. Taxi, chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề em. Và bây giờ là chủ đề em. Chúng ta cùng nghe. Nguyệt Ánh. Vì anh em vẫn là cô bé ạ. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Em tiếp ạ. Tiếp tục chủ đề em. Hứa Vĩ Văn. Cho em một ngày. Chúc mừng, yeah. Tiếp tục. Vĩ Văn sẽ chọn chủ đề em. Tiếp tục chủ đề em. Hứa Vĩ Văn. Em về tinh khôi. Em về tinh khôi. Bạn có vẻ hợp với chủ đề em quá nha. Tiếp tục lựa chọn. Vĩ Văn bây giờ sẽ chọn chủ đề loài hoa. Chủ đề loài hoa, chúng ta cùng nghe. Xin mời Bá Thắng. Dạ, Phượng Hồng ạ. Phượng Hồng, chúc mừng. Tiếp tục. Loài hoa tiếp đi ạ. Tiếp tục loài hoa. Hứa Vĩ Văn. Hương Ngọc Lan. Hương Ngọc Lan. Nốt nhạc may mắn, hai nhân vật trong bài hát hẹn nhau vào mùa nào? Hẹn nhau vào hình như là mùa thu. Mùa? Mùa thu. Mùa thu, báo với anh ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu. Tiếp tục. Vĩ Văn sẽ chọn chủ đề loài hoa. Và bây giờ tiếp tục chủ đề loài hoa. Xin mời Bá Thắng. Hoa sữa. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục lựa chọn hát ca đi ạ. Chủ đề tiếp theo bạn lựa là chủ đề hát ca. Nguyễn Anh. Tóc hát ạ. Tóc hát. Tiếp tục. Nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Tiếp tục nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Thắng. Chuông gió. Chuông gió. Tiếp tục. Hát ca. Chủ đề hát ca. Nguyệt Ánh nhận tay hơn. Ngồi hát ca bên bông ạ. Ngồi hát ca bên bông. Tiếp tục. Em sẽ chọn hát ca tiếp ạ. Tiếp tục chủ đề hát ca. Bá Thắng. Dạ, hát với dòng sông ạ. Hát với dòng sông. Tiếp tục. Dạ, hát ca. Tiếp tục hát ca. Nguyệt Ánh. Bài ca không quên. Bài ca không quên. Tiếp
tục. Loài hoa. Loài hoa tiếp theo. Nguyệt Anh. Bông hồng tặng cô. Bông hồng tặng cô. Bá Thắng đã bấm hết mình, bay veo 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 không kìa. Xin mời Nguyệt Anh tiếp tục lựa chọn. Bây giờ là em chọn em ạ. Chủ đề em. Bá Thắng. Ngày em đến ạ. Ngày em đến. Thưa quý vị, chúng ta vừa hoàn thành vòng 2 và xin tổng kết số điểm của 3 thí sinh sau 2 vòng thi. Thưa quý vị, sau 2 vòng thi, kết quả các số điểm như sau. Hứa Vĩ Văn được 1.665 điểm. Nguyệt Ánh 2.240 điểm. Và Bá Thắng 1.180 điểm. Như vậy Bá Thắng sẽ phải chia tay chúng ta cùng cuộc chơi. Xin cảm ơn bạn đã đến với Nói Nhạc Vui. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 3, vòng thi thách đấu của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, trong vòng 3 chúng ta còn lại 2 thí sinh. 2 thí sinh sẽ nghe một gợi ý và đoán nhiều nhất là 7 nốt nhạc, ít nhất là 1 nốt. Thí sinh nào có số nốt nhạc thách đấu ít hơn được quyền ưu tiên trả lời. Và nếu như đáp đúng sẽ ghi được 1 điểm. Trong vòng thi này chỉ cần đạt được 3 điểm trước sẽ là người chiến thắng. Thưa quý vị, trong trường hợp 2 thí sinh hòa nhau ở tỷ số 2 đều, người giành quyền ưu tiên đáp đúng sẽ bước vào vòng thi tiếp theo. Nhưng nếu đáp không chính xác, thí sinh còn lại sẽ phải nghe 7 nốt nhạc. Và nếu như đáp đúng, sẽ là người bước vào liền khúc vàng. Gợi ý thứ nhất như sau. Tên ca khúc cũng là tên một cuộc thi hát trên đài truyền hình Việt Nam VTV. Thách đấu bắt đầu. Xin mời thí sinh có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên thách đấu trước. Hứa Vĩ Văn. Vĩ Văn sẽ đoán ca khúc này trong vòng 6 nốt. Mời bạn đoán. Xin mời ban nhạc. 23 độ 5 và 6 nốt. Bài hát này được mang tên là Tuổi Đời Mênh Mông. Chúng ta cùng nghe nhạc. Tuổi Đời Mênh Mông là một đáp án chính xác, tỷ số 1-0 nghiêng về bạn Hứa Vĩ Văn. Chúng ta cùng bước vào gợi ý thứ hai. Ca khúc thành công với giọng ca của nữ ca sĩ Đoan Trang. Tựa đề nhắc đến một hiện tượng không bao giờ xảy ra. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Nguyệt Ánh. Anh có thể đoán bài này trong vòng 7 nốt nhạc. Vĩ Văn sẽ đoán bài hát này trong vòng 1 nốt. Xin mời ban nhạc 23 độ 5 và 1 nốt. Vị ban nghĩ bài hát này được mang tên là Tóc Hát. Chúng ta cùng nghe nhạc. Quý vị, Tóc Hát là một đáp án không chính xác. Mặc dù gợi ý có nói là một hiện tượng không bao giờ xảy ra. Bài hát mà quý vị vừa nghe có tên là Tuyết Rơi Mùa Hè. Tỷ số 1 điều. Chúng ta cùng bước vào gợi ý thứ ba như sau. Đây là một ca khúc được phổ thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, gần đây được nữ ca sĩ Hiền Thục trình bày và phát hành trong một album của mình. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Hứa Vĩ Văn sẽ là người thách đấu trước. Vĩ Văn sẽ đoán ca khúc này trong vòng 6 nốt. Mời bạn. Xin mời ban nhạc và 6 nốt.
Bài này là bài... Bạn có đáp án không ạ? Thôi, vì bạn xin thua. Và chúng ta cùng nghe nhạc. Trời xanh mùa chim én bay. Và như vậy tỷ số 2-1 nghiêng về bạn Nguyệt Ánh. Chúng ta cùng bước vào một gợi ý tiếp theo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu, viết về mùa xuân. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Vĩ Văn thách đấu trước. Sẽ đoán bài hát này trong vòng 3 nốt. Chắc em 2 nốt. 1 nốt. Chúng ta cùng nghe 1 nốt. Vĩ Văn nghĩ bài hát này chắc là bài thì thầm mùa xuân. Chúng ta cùng nghe nhạc. Vâng, thưa quý vị, thì thầm mùa xuân là một đáp án chính xác, tỷ số 2-2. Thưa quý vị, chỉ còn một điểm nữa thôi, sẽ có người chiến thắng. Hãy thật cẩn thận trong gợi ý tiếp theo để tìm ra đáp án lợi nhất, đáp án chuẩn xác nhất. Câu hỏi như sau: ca khúc này nổi tiếng qua giọng hát của một ca sĩ sau Mai Điểm Hẹn, và gần đây một nhạc sĩ đã trình bày lại ca khúc này. Thách đấu bắt đầu. Xin mời bạn Nguyệt Ánh sẽ là người thách đấu trước. Anh có thể đoán trong 7 nốt nhạc. Tỷ Văn sẽ đoán bài hát này 1 nốt. Nghe 1 nốt, xin mời ban nhạc 23 độ nông. Tỷ Văn nghĩ bài hát này là bài quê nhà, ôi quê tôi. Đó là một đáp án chưa chính xác. Và bây giờ Nguyệt Ánh sẽ có cơ hội nghe 7 nốt nhạc. Xin mời ban nhạc. À, tên bài hát là gì ạ? Vì yêu ạ. Chúng ta cùng nghe nhạc. Thưa quý vị, giọng hát của ca sĩ sau Mai Điểm Hẹn là nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, và người nhạc sĩ đã trình bày lại ca khúc này đó là nhạc sĩ Duy Mạnh. Thưa quý vị, đáp án Vì Yêu là một đáp án chính xác. Chúc mừng Nguyệt Ánh và xin cảm ơn Vĩ Văn đã đến với chương trình. Cơn mưa đó vẫn tuôn hay nước mắt tràn ướt mi. Ngày xưa đó cách xa nào biết chia ly mãi chi xa, biết con tim đã không chờ mong ngày về. Đường về nơi ấy rất xa, sương sớm che mờ lối qua, lượn quanh có núi cao con, tiếng chim kêu thoáng trong chiều, nắng hanh vàng tắt trong hoàng hôn ngày tan. Tình yêu trong sáng tươi đẹp thế, chợt trôi theo áng mây xa vời,
người còn đây mà tâm hồn đã xa chẳng thể nào níu kéo lại trong cuộc đời, tình yêu mãi ra đi để lại căn gác xưa nay lạnh giá. Giờ còn tìm đâu bóng chim xoay cánh khung trời ước mơ, dù năm tháng cứ trôi lòng vẫn băn khoăn trước cơn mưa, vẫn mong sao ánh sáng bình minh lại về. Tâm hồn đã xa chẳng thể nào níu kéo lại trong cuộc đời, tình yêu mới ra đi để lại căn gác xưa nay lạnh giá. Giờ còn tìm đâu bóng chim xoay cánh khung trời ước mơ, dù năm tháng cứ trôi lòng vẫn bâng khuâng trước cơn mưa, vẫn mong sao ánh sáng bình minh lại về. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt Liên Khúc Vàng. Thưa quý vị, bạn Nguyệt Ánh là người may mắn bước vào vòng thi Liên Khúc Vàng, sẽ trải qua thời gian là 30 giây dành cho 7 bài hát. Nếu bạn đoán sai bất kỳ bài hát nào, cuộc chơi sẽ dừng lại ngay và mỗi bài đã đoán đúng được tính là 50 điểm. Trong trường hợp bạn nghe nhạc mà chưa thể đoán tên bài hát, hãy bấm bàn phím trước mặt và nói bỏ qua. Bạn sẽ có cơ hội quay lại bài hát mình bỏ qua khi đã đoán xong những bài hát khác. Và nếu như trong vòng thời gian 30 giây mà đoán đúng 7 bài, điểm thưởng sẽ là 5.000 điểm, tương đương với tiền thưởng 5 triệu đồng. Tất cả đã được sẵn sàng, thưa quý vị và các bạn. Và bây giờ đây là giây phút thật hồi hộp và căng thẳng. Hãy dành cho Nguyệt Ánh một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần để chúng ta cùng bước vào Liên Khúc Vàng. Bỏ qua. Tiếp tục bài số 2. Đêm nghe tiếng mưa. Đêm nghe tiếng mưa, chúc mừng. Chính xác, nghe tiếp bài số 3. Giấc mơ có thật ạ? Giấc mơ có thật, chúc mừng. Bài số 4. Bỏ qua. Tiếp tục bài số 5. Câu chuyện tình tôi. Câu chuyện tình tôi, chúc mừng. Chính xác, tiếp tục bài số 6. Bỏ qua đi ạ. Tiếp tục bài số 7. Tiếp tục trở lại bài số 1. Bạn không đoán được bài đầu tiên, bài Thiên Đường Tìm Đâu. Đã đoán chính xác bài Đêm Nghe Tiếng Mưa, Giấc Mơ Có Thật. Bạn chưa đoán được bài Chuyện Tình Bên Ao Cá. Bạn đoán đúng bài Câu Chuyện Tình Tôi. Và chưa đoán được Chiếc Lá Thu Phai cùng Xin Dành Trọn Cho Em. Xin chúc mừng. Và mời bạn bước lên để được. Thưa quý vị,
và các bạn, kết quả số điểm của các thí sinh như sau. Bạn Hứa Vĩ Văn 2.265 điểm, tương đương với tiền thưởng 2.265.000 đồng. Nguyệt Ánh 3.290 điểm, tương đương với tiền thưởng 3.290.000 đồng. Và bạn Bá Thắng 1.180 điểm, tương đương với tiền thưởng 1.180.000 đồng. Xin gửi đến các bạn những phần quà của nhà tài trợ Mister. Hình tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa, chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty BHD thực hiện đến đây đã kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Twister. Hẹn gặp lại thứ tư tuần sau. Theo dõi bản tin trong nước của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức meeting kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng 10 Nga, 7 tháng 11 năm 1917, 7 tháng 11 năm 2007. Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.